Tao 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 mình đang làm quen với mạng đó nha, cho nên mình cố gắng tận dụng mạng. Tại vì á, khi mà mình ví dụ như hiện tại là mình đang làm trên một trang nha, ví dụ như mai mốt mình sẽ làm trên hai trang ba trang gì đó, ví dụ như mình muốn đặt hàng thì mình phải chuyển trang trang này xong add vô giỏ hàng, thì muốn view cái giỏ hàng thì phải chuyển qua trang khác. Thì dữ liệu mình lưu á, nếu mà nhiều dữ liệu á thì mình cứ lưu bằng mảng chẳng hạn. Cái thấy rõ nhất đó là cái giỏ hàng đó. Nó có thể là chứa rất là nhiều cái thông tin sản phẩm ha, và khi mình đã add nó rồi đó, thì mình phải lưu nó trên cái session local storage, tức là cái Java Reef nó có một khái niệm đó để mình lưu cái biến để chuyển trang, mình truy xuất lại cái vị trí đó, mình lấy giá trị mình show lên lại là ok. Cho nên cái việc mình học mảng là rất là quan trọng đó. Cho nên chỗ nào mình mất thì mình cố gắng mình lấy lại, chỗ nào mình quên cứ cố gắng mình tua 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 lại cái vị trí đó để mình xem. Thì mình đang làm chuyên về cái mảng, và cái bài này mình sẽ tối ưu hóa nó lại một tí xíu nữa. Hiện tại là các bạn không có sai nha, hiện tại mình làm không có sai, tức là mới biết làm thì mình làm quen từng cái như vậy, nhìn cho nó dễ nhìn, sửa nó cũng dễ sửa. Còn bây giờ mình nâng cấp một bước nữa thì mình tối ưu nó lại. Thứ nhất là ba cái hàm này nè, tại vì cái cách nó làm giống 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 nhau, cho nên mình nên gom nó thành một thôi nha. Rồi mình thấy là tổng nguyên một cái mảng nó cũng giống như tổng nguyên một cái mảng mà phần tử chẵn, nó giống như tổng nguyên mảng phần tử lẻ, nó chỉ ít eo nhẹ đâu đó thôi. Cho nên cái giải thuật của mình phải rút gọn lại một lần nữa, mình hiểu không? Rồi bữa trước mình đã làm quen với cái việc là biến toàn cục là cái gì rồi. Rồi bữa trước mình cũng đã làm quen được là ép một phần tử vô mảng là cái gì rồi nhé. Thì bây giờ á, mình sẽ có một cái giải thuật khác cũng là bài toán này, nhưng mà mình sẽ làm cái việc là mình tạo một cái mảng mới là mảng lẻ để mình lưu những con số lẻ thôi đó. Tức là tới đây á, thì các bạn sẽ ngộ ra cái vấn đề là ngay cái chỗ mà if á, nếu là số lẻ mình quăng vô đây, nếu là số chẵn mình quăng vô đây đó, thì biến toàn cục để lưu trữ mấy cái này. Rồi bây giờ mình cũng có khái niệm biến toàn cục, nhưng mà mình có cái việc là tính tổng nữa, thì chắc chắn là mình cũng phải khai báo luôn mấy cái tổng này nằm ngoài này luôn đó, hình dung không? Rồi đó, tổng chẵn tổng lẻ gì nó cũng phải nằm ở đây luôn. Rồi để chi, để mình gom ba cái hàm này thành một hàm thôi đó, mình bỏ hết mấy cái hàm này đi. Rồi rồi mình bỏ gì nữa? Mình bỏ này luôn đó, mình bỏ này luôn, mình không cần return luôn. Rồi bây giờ nè, để tính tổng thì ok, thằng quỷ này là quỷ toàn cục nè, mình cộng dồn nó vô đây được nè, thì cái này là tổng của cái mảng nói chung là ok, mình đã có rồi ha. Thì bây giờ á, sau khi cái chỗ nào mà nó gọi á, mới nãy á, đâu rồi, tổng mảng nè ha, thì cái tổng mảng nè nó bằng sum nè, thì lúc này không có gọi như vậy được nữa, tại vì cái hàm bây giờ nó không phải là trả về giá trị nữa, mà nó là một hàm bình thường, hàm hiển thị. Thì lúc này mình bỏ luôn cái này, để cho mình chỉ chạy cái này thôi là ok. Thì lúc này á, sau khi nó chạy xong cái này nè, thì đương nhiên nó cũng có giá trị là tổng ha, nó có gì về là tổng. Thì lúc này cái tổng của mình á, mình đưa ra đâu rồi, tổng đây, mình đưa ra đây, thì nghĩa là ngay chỗ này nè, mình chỉ cần đưa cái tổng ra thôi là ok. Theo kịp không? Rồi bây giờ cái vấn đề của mình á, bây giờ tôi đóng đóng tạm này lại ha, quên quên đóng tạm hết luôn đi. Rồi đóng tạm hết luôn, thì bây giờ ngay cái chỗ này nè, cái hàm không có là trả về giá trị, cho nên mình chỉ cần gọi thôi đấy.
Khi gọi tới hàm này thì bắt đầu nó chạy xuống đây, nó làm việc. Sau khi nó làm việc xong, nghĩa là sau sau khi nó chạy xong thì cái tổng cuối cùng nó vẫn là tổng của những phần tử trong cái mảng đó. Vì vậy cho nên cái tổng mảng ngay chỗ này nè, nó sẽ bằng tổng. Ví dụ như vậy, các bạn làm gì cho nó tiện nè. Rồi, thêm một bước nữa là người ta kêu là hiển thị mấy cái phần tử trong cái mảng đó đó theo cái chuỗi là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 gì đó, tức là phải ghép cái dấu cộng vô nha. Thì đối với mảng thì nó có một cái hàm để ghép một cái ký tự nào đó giữa các phần tử. Thay vì mình for rồi mình lấy từng cái phần tử rồi mình kết chuỗi, kết gắn cái dấu cộng vô, mình sẽ dư dấu cộng ở cuối nha. Thì mình lúc đó mình phải so sánh là ở phần tử nào là phần tử gần cuối hay là phần tử nào cuối đó, mình sẽ không có ép dấu cộng nó vô, mình chỉ mất công. Thì ở đây nó có một cái hàm gọi là cái hàm John ha. Thì cái hàm John nó có ý nghĩa là nó nối các phần tử lại với một cái ký tự nào đó trong cái giá trị của John đó đó. Rồi các bạn có thể là sờ John ha, để mình coi cái lý thuyết nó làm như thế nào, bắt chước làm trang vậy thôi. John ha, GS ví dụ như vậy. Thì mình đang làm mảng thì đương nhiên là array join nè. Lít dưới đây mình coi. Đấy. Thì các bạn sẽ thấy là hàm join ở trong cái join này có thể là có không có giá trị. Ở trong cái join nó có thể là có giá trị. Ha. Thì mình coi cái giá trị này thử coi. Nghĩa là đối với một cái mảng như thế này nè. Đó. Đối với một cái mảng như thế này, nếu mà mình tên mảng chấm join và ở trong cái join này nó có một cái chuỗi như thế này, nghĩa là nó lấy banana xong nó tới cái này rồi tới orange rồi nó tới cái này rồi tới apple, nó tới cái này rồi nó tới mango, tức là nó nối các phần tử trong mảng bằng cái chuỗi này ha. Đây thì bây giờ mình hiển thị cái chuỗi đó với phép cộng được rồi đó. Nghĩa là ví dụ cái bài của mình ở đây là số 1, ở đây là số 9, ở đây là số 33, ở đây là số 2. Thì bây giờ mình thay cái này là dấu cộng nè, thì nó sẽ ra được cái chuỗi mà có dấu cộng nối tất cả các phần tử trong mảng này lại với nhau. Kịp không? Rồi chạy thử nè. Thì qua đây mình coi nè. Và đây là cái kết quả mình cần. Hiểu không? Đó, ngon lành. Rồi bây giờ mình đảo lại cái bài của mình. Đó, ngay chỗ này. Cái tổng mình đã có rồi nè. Thì bây giờ cái tổng mảng mình á, mình sẽ bằng cái gì ạ? Có phải là bằng cái mảng không? Có phải bằng cái mảng chấm join đúng không? Đó, ở trong join này là gì? Nhảy đôi, cách khoảng, dấu cộng, cách khoảng. Rồi, mình cộng thêm gì? Nó có nguyên cái chuỗi có dấu cộng rồi đó. Mình cộng thêm dấu bằng. Đó, mình cộng thêm dấu bằng. Cách khoảng bằng. Rồi, mình cộng thêm cái tổng này nữa là xong. Nha, thì lúc này cái tổng mảng của mình đã ra đúng cái biểu thức mình cần hiển thị. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5. Thì 1, 2, 4, 5 đó là những cái thành phần trong mảng, những cái phần tử trong mảng ha. Thì lúc này nó ra vậy là đúng đó. Đấy, tức là mình vừa tối ưu hóa lại được một function và mình học thêm được một cái hàm cực kỳ quan trọng của mảng là join. Tức là join những phần tử trong mảng bằng một cái chuỗi ký tự nào đó. Ha. Rồi. Thì cái phần nào mình chưa tính thì mình tạm mình đóng lại đi. Tổng lẻ đâu ra ta? À, mình xóa hết rồi đúng không? Thì ở đây mình cho một cái gì đó chơi cho vui đi, từ từ tính ha. À, rồi. Ok. Mình chạy thử ha. Tôi đếm thời gian trên ngón tay. Rồi, 5 6 1 2 2 3 7 8 ví dụ như vậy. So
đó, thì nó ra cái chuỗi này đúng yêu cầu bài ha. John trong array javascript. Rồi tương tự vậy, bắt đầu mình làm cái lẻ nè, bắt đầu làm lẻ nè. Tức là cái này là cái tổng bình thường nè. Bây giờ mình sẽ kiểm tra mỗi một lần for lần khó, cho nên vô for rồi cứ tính toán hết trong đó đi ha. Nếu mà cái mảng y đó, nếu mà cái mảng thứ y mà nó chia hết cho 2 đó, tức là chia cho 2 bằng bằng 0 ha. Chia 2 bằng bằng 0 tức là chia hết cho 2, thì lúc này nó là gì? Nó là mảng chẵn. Thì mình ép cái mảng y này nè vô cái mảng chẵn. Cái mảng chẵn mình khai báo trên đây rồi nè. Đó, thì mình lấy mảng chẵn chấm bút thôi là xong. Chấm bút. Đó, mình đã copy cái mảng y này rồi nè, tôi bát vô đây là xong. Rồi ngược lại thì lấy mảng lẻ bút nó vô. Tại vì mình biết cái hàm join rồi, mình cứ bút vô cái mảng đi, một lát mình show ra lần một là xong ha. Rồi ở đây là mảng lẻ cũng chấm bút luôn. Đó, đẩy nó vô. Ủa, hôm nay tôi dự tôi copy nguyên đám luôn mà. Đó, tôi chỉ cần thay này là chữ lẻ thôi là ok. Rồi, vừa for vừa if else xong, mình chơi luôn cái tổng luôn, tổng chẵn luôn. Có phải là cộng bằng không? Y nguyên này vô đưa vô không? Y chang vậy thôi. Thì tổng chẵn ở trên đây mình đã khai báo rồi. Còn cục tương tự vậy, tổng lẻ thôi. Có bên nguyên đám này. Đó, function bây giờ nó gọn lại, nó còn cái một thôi. Và nhìn nó có hệ thống và nó dễ chỉnh sửa. Rồi xong. Mảng lẻ có, tổng lẻ có, mảng chẵn có, tổng chẵn có, tổng có, mảng có, thì nó đã sẽ ra được kết quả. Rồi, bây giờ thì ngay cái lúc này cũng y chang vậy thôi. Mình cứ đi xuống là xong á. Rồi, mình cần cái gì? Mình cần là tổng mảng lẻ, tổng mảng chẵn ha. Đó, ngay chỗ này nè. Đó là tổng mảng lẻ, tổng mảng chẵn. Rồi, thì đây là tổng mảng lẻ nè, tổng mảng chẵn nè. Đó, thì tổng mảng lẻ, tổng mảng chẵn của mình đó, nó cũng join, mà nó join cái thằng gì? Mảng lẻ ra, mảng chẵn ra. Rồi, ở đây bằng bằng với lẻ tổng lẻ, đây tổng chẵn. Đó, làm gì làm liên tục vậy đó. Hình dung không? Tới đây kịp không? Làm được cái thì mấy cái kia dòm vậy đó. Tức là mình chỉ cần nắm là được là biết khai báo cái biến toàn cục. Rồi, biết sử dụng hàm join là xong ha. Rồi, mỗi một lần for trong một cái mảng lớn thì mình tính luôn cái thằng mảng chẵn, mình tính luôn cái tổng luôn ha. Rồi, vấn đề đã được giải quyết. Xong rồi đó. Bài số 2 xong rồi đó. Ok ha. Rồi. Nó ra một nùi. Ra một nùi. Làm biết mình sai gì đó. Ha. Thiếu cái bạc in. Thiếu cái bạc in. Thiếu cái bạc in. Làm gió thu đã về xuân sao đất đành. Na 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 na. Đã ha. Tổng tổng lẻ rồi chú chẳng con số 44 103 với 44 147 ok. Bỏ mình chỉ có kết quả thôi, bữa nay mình có nguyên một cái chuỗi luôn gắn với cộng vô.